Viên uống hỗ trợ thị lực MACU Vision Blackmore là sản phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho thị lực, hỗ trợ duy trì và bảo vệ mắt, cho đôi mắt khỏe mạnh. Xuất xứ Úc, thương hiệu Blackmore. Việc chăm sóc mắt là một việc vô cùng quan trọng. Càng lớn tuổi, mắt càng trở nên kém linh hoạt hơn, đặc biệt đối với những người có cường độ làm việc liên tục, phải tiếp xúc với các tác nhân làm suy giảm chức năng của mắt như bức xạ mặt trời, khói bụi. Khi sức đề kháng ngày càng yếu đi, mắt càng dễ tổn thương từ bên trong. Viên uống bổ mắt MACU Vision giúp bảo vệ điểm vàng của mắt, với công thức đặc biệt bao gồm các chất chống oxy hóa dựa trên cơ sở các nghiên cứu khoa học với các bệnh về mắt. Sản phẩm cung cấp những chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình duy trì và bảo vệ mắt khỏe mạnh. Công dụng chính: viên uống hỗ trợ thị lực MACU Vision cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho vùng võng mạc của mắt, bảo vệ võng mạc khỏi các tổn thương từ bên trong. Bổ mắt, hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt, đặc biệt chống mỏi mắt, hoa mắt, đỏ mắt cho người hay sử dụng máy tính, xem TV và thức đêm. Các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác ARDS, giảm căng thẳng thị lực cho học sinh trong giai đoạn ôn thi, giúp bảo vệ chống lại các thiệt hại gốc tự do trong khu vực điểm vàng của võng mạc và tròng mắt, thích hợp cho cả tài xế đường dài hay bệnh nhân đang điều trị các bệnh về mắt, duy trì sức khỏe tổng thể của mắt giúp bạn yên tâm làm việc, học tập và vui chơi, giúp bảo vệ điểm vàng của mắt. Điểm vàng hay hoàng điểm là một bộ phận nằm ở vùng trung tâm của võng mạc giúp ta nhận biết độ sắc nét, màu sắc và độ rõ của hình ảnh. Thành phần của sản phẩm: vitamin C, ascorbic acid, capricioxid 1 đồng mg, natural vitamin E, D, acid alpha top offer azucinate 165 mg, kẽm oxit kẽm 40 mg. Viên uống hỗ trợ thị lực MACU Vision Blackmore Celery dành CHOAI. Người có nhu cầu bảo vệ và bổ sung dưỡng chất cho đôi mắt sáng khỏe, tài xế xe đường dài, học sinh đi học, thi cử căng thẳng, người thường xuyên bị stress, người lớn tuổi, phụ nữ sau sinh, người có bệnh về mắt, cận thị, loạn thị, viễn thị. Giới thiệu về thương hiệu Blackmore. Blackmore là công ty sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên đến từ Úc, được thành lập vào năm 1932. Với lịch sử lâu đời hơn 85 năm sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, Blackmore trở thành một công ty tên tuổi và đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Năm 2017, Blackmore được trao tặng danh hiệu thương hiệu đáng tin cậy nhất dành cho nhóm sản phẩm vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng suốt 9 năm liên tiếp tại Úc. Thương hiệu có đến hơn 250 loại vitamin, khoáng chất, thảo mộc và dinh dưỡng bổ sung được phát triển bởi các chuyên gia tại phòng thí nghiệm của công ty dựa trên những thành phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn chất lượng cao trên toàn thế giới.